Kênh cơ khí của KTV xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một cái máy rất là hay trong cái nhà máy sản xuất nước giải khát. Đó thì cái máy này nó có nhiệm vụ là nó sẽ kiểm tra chai nha các bạn ha. Đó thì khi chúng ta đi ra ngoài quán chúng ta nhậu thì chúng ta sẽ có thể là uống uống bia thì bia bia chai hay là bia lon thì cái máy này là nó sẽ kiểm tra cái chai chai bia mà chai thủy tinh đó nha các bạn ha. Đó thì sau khi mà cái chai nó đi qua cái máy rửa chai đó thì nó đã được làm sạch. Tại vì khi các bạn uống xong á, thì chủ quán họ sẽ gom chai lại, sau đó họ đưa về lại nhà máy, các cái nhà máy bia, ví dụ như bia Tiger đi, phổ biến nhất là về bia Tiger. Chúng ta hay ra quán chúng ta gọi một chai, chúng ta gọi bia Tiger Tiger No ha. Đó thì mình thấy các anh em bạn nhậu là hay uống Tiger No nhất ha. Thì ví dụ như chai Tiger No đi thì các bạn uống xong thì chủ quán họ sẽ gom lại, họ đưa vào nhà máy, sau đó thì sẽ có cái máy gọi là máy rửa chai thủy tinh ha. Đó thì máy rửa chai thủy tinh nó sẽ rửa cho sạch cái chai đó. Đó sau khi mà nó máy rửa chai thủy tinh nó rửa sạch cái chai đó rồi á, nó mới cái chai nó sẽ chạy lên băng tải và nó đi qua cái máy gọi là máy MBI ha. Máy này của hãng Filtech nha các bạn ha. Thì máy đó là máy kiểm tra chất lượng chai sau khi rửa ha. Tức là sau khi rửa nó sẽ kiểm tra coi là bên trong chai nó có còn vật lạ gì không, rồi bên trong chai nó có còn tồn dư NaOH hay không, tồn dư sút hay không, hay là còn bẩn hay không, hay là nó có vấn đề gì không. Và chất lượng là cái máy này nó sẽ kiểm tra và nó phát hiện và nó đá những cái chai mà không đảm bảo chất lượng ra khỏi cái băng tải nha các bạn. Thì cái tên gọi của nó là ABI, là Empty Bottle Inspection đó, Empty Bottle Inspection đó. Thì nó là cái tên gọi, tên viết tắt của cái máy, nó là ABI ha. Thì cái máy này là của hãng Filtech, là đó, các bạn thấy ở dưới là họ để là inspect rồi detect protect ha. Đó thì nhưng mà hôm nay mình không có nói nhiều về cái máy này đó, nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn hình dung được là ở trong cái nhà máy sản xuất á, khi mà chúng ta mua máy về để chúng ta chạy sản xuất thì không phải là máy của công ty mình sản xuất ra, mà mình phải mua máy của OEM. Mình ví dụ như là đây là cái dây chuyền sản xuất nước giải khát hay là dây chuyền sản xuất bia đây. Đó thì mình sẽ phải mua máy của OEM họ sẽ sản xuất ra. Đó, ví dụ như dây chuyền sản xuất bia Tiger đi. Đó, bia Tiger chai đi, chai thủy tinh đi. Đó, Tiger No luôn, cụ thể luôn cho các bạn dễ hình dung. Đó thì tất cả các máy móc thiết bị thì đều mua của các cái hãng khác nhau, ví dụ KHS, Ronet. Còn ví dụ như em máy kiểm tra chai thì nó là máy Filtech, ví dụ máy đây là máy Filtech ha. Đó, chính vì vậy nên khi chúng ta làm bảo trì bảo dưỡng á, thì nó cũng có phải có một số cái gọi là thiếu sót gì đó. Đó, nó phải có một cái thiếu sót gì đó mà chúng ta cần phải dành cái ngân sách hàng năm để mà chúng ta mời cái chuyên gia, mời cái nhà sản xuất họ qua, họ kiểm tra lại cho mình. Tại vì các bạn hình dung là trong nhà máy sản xuất thì có rất là nhiều chủng loại máy móc khác nhau. Đó, có rất là nhiều máy luôn. Nên là mình không thể nào mình gọi là mình là chuyên gia của tất cả các máy được. Mà chuyên gia của các cái máy sẽ là những người kỹ sư, những người kỹ thuật viên của cái hãng sản xuất ra cái máy đó. Mình ví dụ ở đây là cái máy Filtech, thì những cái người
kỹ sư kỹ thuật viên họ làm trong cái hãng fuel tech này họ sẽ là chuyên gia hơn các bạn nhiều ha, tại vì họ họ sản xuất, họ chế tạo ra nó mà ha. Còn mình chỉ là giống như là mình tiếp nhận và mình vận hành rồi mình bảo trì thôi ha. Cho nên thì hàng năm các cái nhà máy thì họ sẽ có cái ngân sách mà gọi là trong cái ngân sách A&M á, họ sẽ mời những cái chuyên gia của các cái hãng mà sản xuất máy đó, họ qua họ đánh giá tình hình của một vài cái máy nào đó mà họ thấy là quan trọng, cần thiết đó. Mà bên phía công ty ví dụ như Heineken hay là Pepsi, Coca hay là Tân Hiệp Phát, họ không có thể mà tự đánh giá được, nó có những cái lỗi này kia, thì chúng ta thấy là cần thiết hãy mời chuyên gia nhà sản xuất qua để khảo sát máy, thì chúng ta sẽ dành ra một cái ngân sách A&M, là ngân sách là repair and maintenance. Chúng ta mời những cái chuyên gia của ví dụ ở đây là máy fuel tắc, chúng ta mời cái chuyên gia máy fuel tắc họ qua họ khảo sát, họ xem thử coi cái máy đang hoạt động như thế nào, rồi nó có cần thiết phải thay thế rồi kiểm tra rồi bảo trì bảo dưỡng những cái nào mà bên nhà máy họ chưa đánh giá được đó, hoặc là những cái sự cố lớn hay là những cái sự cố mà bên nhà máy họ chưa khắc phục được thì cần thiết phải mời chuyên gia. Đó là mình giới thiệu cho bạn sơ bộ như vậy, thì ví dụ các bạn có sau này các bạn cứ đi làm á, thì các bạn làm trong những cái nhà máy đó, ví dụ các bạn làm cho Heineken đi, hoặc là các bạn làm cho Pepsi đi, hoặc các bạn làm cho Coca-Cola đi, hay là bạn làm cho Bia Sài Gòn đi, hay là các bạn làm cho Budweiser đi, vân vân, rất là nhiều nhà máy khác nhau. Thì ví dụ như các bạn có xài cái máy fuel tắc đó, ví dụ bây giờ cái chai thủy tinh rất là nhiều, ví dụ chai thủy tinh thì chai ví dụ như chai bia Heineken hay là chai bia Tiger rồi chai Pepsi rồi chai Coca rồi rất là nhiều ha. Ví dụ các bạn mua các bạn trong nhà máy họ đầu tư cái máy fuel tắc, thì ví dụ như mình cần thiết mình sẽ mời chuyên gia qua để kiểm tra về cái tình trạng hoạt động của máy fuel tắc để họ có cái report. Cái đây là cái report nha các bạn, đây là một ví dụ ha, mình diễn giải để cho các bạn hình dung á, là khi mà chúng ta làm việc trong các nhà máy thì chúng ta phải nghĩ đến những việc như vậy ha. Đó, đây là một ví dụ nha, các bạn có thể áp dụng cho những cái máy khác, ví dụ chúng ta thấy cái máy ví dụ máy chiết máy filler mà chúng ta cần thì chúng ta cứ mời chuyên gia vào, ví dụ filler của KHS, filler của Sidel, filler của Teflon, hay là filler của Ronet đó. Đó thì các bạn có thể mời chuyên gia của họ qua để đánh giá tình hình, và họ sẽ có những cái recommend rất là hay, mà tại vì họ là người sản xuất ra cái máy, họ là nhà sản xuất, nhà chế tạo máy ra cái máy đó, chế tạo ra được cái máy đó thì họ sẽ giỏi hơn các bạn rất là nhiều trong cái việc đánh giá về tình trạng hoạt động của máy đó ha. Cho nên chúng ta cứ yên tâm là khi mà chúng ta làm bảo trì thì chúng ta gặp những tình huống là chúng ta phải mời chuyên gia của cái nhà sản xuất máy qua để họ đánh giá tình hình, kết hợp với cái nhà máy sản xuất ví dụ nhà máy nước giải khát, nhà máy bia, kết hợp với bộ phận kỹ thuật hoặc bộ phận bảo trì vân vân để đánh giá tình hình và cái tình trạng hoạt động của máy. Thì đây là một cái ví dụ ha. Thì ở đây là cái máy fuel tắc, thì họ đây là bên nhà máy họ mời chuyên gia của fuel tắc qua để mà đánh giá, thì họ có họ đánh giá xong thì họ đi khảo sát và đánh giá xong họ có report đây. Tất nhiên là khi mà mời chuyên gia qua thì nó có ngân sách nha bạn, ngân sách đó thì thường nằm trong ngân sách bảo trì anh em repair maintenance ha. Đó, thì ở đây chuyên gia của máy fuel tắc họ đánh giá này đó, đó họ đánh giá là đó họ đánh giá họ chụp những cái hình như thế này là nó không có bình thường đó, họ đánh giá ha, hay là ví dụ như ở dưới đây đó, những cái con sensor đó, đó những cái hình về sensor này kia là nó không có phù hợp là đó, ví dụ như vậy ha các bạn. Đó, ở đây là cái máy fuel tắc, thì cái máy này bên điện tự động hóa nhiều hơn bên cơ nha các bạn ha. Tất nhiên thì
cơ nó cũng có nhiều, nhưng mà cái máy này là bên điện nhiều hơn nha các bạn ha. Rồi hay ví dụ như đây đó, đó thì ví dụ như đây đó, họ tìm thấy được những cái lỗi này ha, những cái lỗi này là nguyên nhân của rò rỉ chân không này ha. Đó tức là cái máy này nó có nó có cái hệ thống tạo chân không nha các bạn ha. Đó. Khi khi mà nếu mà cái chai bị lỗi á thì những cái giác hút chân không á nó sẽ hút cái chai. Đó. Nó sẽ tức là nó sẽ hút cái chai hay là không hút cái chai, thì lúc đó nó sẽ có hai trạng thái là hút và không hút. Đó. Thì nó sẽ có khả năng là nó reject được cái chai đó ha nha các bạn ha. Thì nếu mà nó không có hút được hay là nó hút được, thì nó là hai trạng thái đó, là nó ứng với là hai trạng thái của cái chai mà đạt chất lượng hay là không đạt chất lượng. Đạt chất lượng ở đây mình vừa nói lúc nãy đó là nó đạt chất lượng sau cái máy, sau khi mà nó đi qua cái máy rửa chai đó nha các bạn, gọi là máy bottle washer ha, sau khi đi qua cái máy rửa chai đó ha. Đó thì ví dụ như đây họ tìm thấy là cái này có vấn đề là nguyên nhân của rò rỉ chân không. Đó. Đó. Để mà nó loại chai nó bị sai ha. Đó. Ví dụ vậy, hay là battery cái pin đây là không phải của OEM của nào đó biết. À. Thì tất nhiên là nhà máy họ cũng xài hàng local, nhưng mà họ qua họ thấy vậy thì họ cứ ghi báo cáo vào thôi ha. Tất nhiên là nhà máy họ sẽ đánh giá cái nào có khả năng xài local được thì họ sẽ tự mua chế tạo trong nước cho nó nhanh và nó rẻ ha. Rồi ví dụ như hay là cái star wheel gì đây đó, đây là những cái giác hút chân không mà mình vừa nói cho các bạn ha. Đó đây chính là những cái gọi là giác hút chân không này ha. Những cái giác hút chân không này nó sẽ hút và không hút ha. Đó thì nó tương ứng với cái hai trạng thái là reject hay là không reject chai ha. Đó. Đó. Thì ví dụ hay là những cái cấp như thế này họ bảo là không phải của OEM. Thì có thể là nhà máy họ đang đây đây là những cái giác hút này này, nhà máy họ họ có thể họ để gia công chế tạo ở trong local ha các bạn. Đó. Trong local ha. Trong ở trong nước ha, trong nước họ chế tạo gia công, thì bên chuyên gia phân tích họ qua họ thấy họ kêu là những cái đó không phải là OEM ha, tại vì họ là nhà chế tạo máy họ là OEM ha. Rồi hay là gì, ví dụ như vậy, ví dụ như cái bo mạch này không làm việc ha, đây là bên điện nha các bạn ha. Hay là cái lọc chân không này đó. Cái lọc này thì những cái bên trong cái lọc này là còn phải thay thế ví dụ vậy ha. Đó họ qua kiểm tra thì tất nhiên là họ sẽ phải giỏi hơn, họ là chuyên gia của cái máy này thì họ phải giỏi hơn cái các cái những người làm trong cái nhà máy sản xuất thì không thể bằng OEM được nha các bạn ha, tại vì họ là nhà chế tạo máy ha. Rồi ví dụ như encoder là không có coupling, ví dụ vậy họ phát hiện thì họ 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 phát hiện thì họ ghi vào trong cái report. Những cái report này là tức là họ làm xong họ report sau đó thì họ lấy tiền nha các bạn. Đó, tức là một cái gói dịch vụ như thế này nó sẽ là bao nhiêu nghìn đô la hay là bao nhiêu đó, thì tùy vào cái báo giá của bên phương tắc này họ báo cho, ví dụ họ báo cho Pepsi, họ báo cho Heineken, hay họ báo cho Coca-Cola, hay họ báo cho Tân Hiệp Pháp vân vân đó, thì họ sẽ báo giá và nếu nhà máy đồng ý thì họ mới qua họ kiểm tra và họ làm những cái report như thế này nha các bạn ha. Đó hay là ví dụ như là Sonic Sensor
Thì chỉ có một cái con sensor này thôi. Tức là họ đang nói là nó bị thiếu sensor. Đây là sensor mà nó nhận biết chai trên cái băng tải đây ha. Băng tải đây ha nha các bạn. Đó thì đây là cái quang cảnh ở trong cái nhà máy sản xuất. Thì ví dụ vậy ha. Rồi sau đó họ có cái report này ha. Họ có report đây. Họ có cái report như thế này ha. Của hãng Philtech. Philtech này là Philtech Philippines ha. Thì Philtech Philippines thì thuộc Philtech Asia. Ví dụ vậy. Ha. Nha các bạn. Đó. Thì đây là Field Service Report. Đó thì đó là cái report. Cái report sau khi mà họ kiểm tra đánh giá cái máy Field Test này ha. Cái máy ABI này ha. Đó, họ viết như thế này, sau đó họ làm cái report như thế này luôn ha. Nha các bạn. Đó. Thì họ làm cái report vậy thì họ sẽ recommend cho nhà máy làm những cái việc sau, ví dụ như vậy, ví dụ như là cái đây cái đây cái kính gì đây ha, cái kính ha, đây là có hình ảnh đây nha các bạn đó. Đó, thì họ chụp hình đó. Tức là ở dưới nó có cái kính nha các bạn không? Kính ở dưới nó sẽ có camera. Có cái camera nó có camera và một cái chai nó đi qua thì nó sẽ rọi dưới đáy á nha các bạn ha. Nó rọi dưới đáy thông qua cái kính ha. Đó thì ở đây nó họ nói là cần thay thế. Đó. Cần thay thế ha. Rồi hay là vacuum này ha. Đó, rồi coi thử đây là cái gì. Ở đây là những cái giác hút này các bạn ha. Rồi à không, giá khúc thì thuộc phía dưới nè, nhưng mà cái này là rồi cái này cũng cần phải overhaul là đại tu đó nha các bạn ha, cần phải đại tu đó. Rồi hay là đây cái giá khúc. Giá hút thì cần thay thế. Đó, cần phải thay thế những giá hút này. Hay là cái đồng hồ chân không thì cần thay thế luôn. Những cái đồng hồ nào bị hư ha. Đó. Họ có cái report cụ thể họ recommend luôn để nhà máy quyết định nha các bạn. Hay là cái beo màu cam này, nó có cái cọng beo màu cam trong cái máy này, nó có cọng beo màu cam đó. Thì cần thay thế luôn. Hay là cái beo màu xanh, có beo màu xanh rồi beo màu cam luôn nha các bạn đó. Thì cần stop hay là cái bảo vệ gì đây đó, cần thay thế luôn. Rồi hay là cái filter đây, filter thì cần thay thế luôn cho cái hệ thống hút chân không ha. Đó hay là cái camera, camera đây thì cần thay thế nguyên camera luôn. Hay là cái
cái bo mạch gì đây cần thay thế luôn, hay là cái star wheel cần thay thế luôn, upper and lower luôn đó, trên dưới thay hết đó đó đó. Thì đó là cái recommend của bên hãng sản xuất máy. Filter họ recommend cho cái nhà máy cần phải làm cái gì đối với cái máy này để cho đảm bảo cho cái máy. À, để mình coi. Ủa? À, nó còn nhiều nha các bạn. Hồi nãy với mình nói chưa hết, mình tưởng nó hết rồi ha. À, ví dụ như cái battery này là thay thế luôn ha. Hay là cái sensor này cần cài đặt cái sensor thứ hai ha, hay là sensor này cần cài đặt sensor thứ hai, hay là cái đó cũng là của sensor luôn ha, hay là cái đèn đó thay thế đó, đèn nó cũng có vấn đề luôn, hay là cái chổi gì đây ha, chổi quét tức là nó có cái tấm kính nha các bạn ha, nó có cái tấm kính thì cái này nó quét cho cái chổi cho nó sạch ha, tức là sorry các bạn, cái chổi nó quét cho cái tấm kính nó sạch ha, thì nó kêu thay thế luôn ha. Hay là cái dẫn hướng này nó kêu thay thế luôn, wheel strip ha, for on chain bạc đó, nó kêu thay thế luôn rồi. Đây những cái bàn phím nào mà những cái nút nhấn nào bị hư thì thay thế luôn đó. Hết chưa ta? Rồi hết rồi nha các bạn. Rồi thì đó, đó là những cái recommend mà bên Filtech họ qua họ kiểm tra, họ cử kỹ sư kỹ thuật viên qua kiểm tra. Đó, sau đó thì làm cái report như thế này và recommend lên tên cho nhà máy. Rồi sau đó nhà máy sẽ quyết định là có làm theo những cái recommend của bên Filtech hay không. Nếu đồng ý làm thì sẽ mua những cái bề bạc này, hoặc là check trong kho thử xem còn không thì cần thay thế, rồi họ sẽ ở đó họ hướng dẫn mình thay thế rồi kiểm tra nếu cần thiết, và chạy lại máy sau khi mà hoàn tất cái việc những cái việc mà họ recommend như thế này. Thì một cái gói dịch vụ như vậy thì nó sẽ là tốn bao nhiêu chi phí đó, thì nó sẽ được sử dụng trong cái ngân sách bảo trì hàng năm nha các bạn ha. Đó thì bên thường là maintenance manager họ sẽ quyết định những cái chuyện này với sự hỗ trợ của Production Manager hay là QC Manager ha. Đó thì khi mà làm theo những cái recommend của bên nhà máy sản xuất thì chắc chắn cái máy nó sẽ hoạt động tốt hơn so với việc không làm ha. Đó thì họ có những cái recommend như vậy thì tất đặt những cái mà họ thấy được nó không có đảm bảo để mà cái máy nó hoạt động, thứ nhất là hoạt động ok thì họ sẽ recommend như vậy, thì tùy nhà máy họ sẽ quyết định nha các bạn ha. Thì ví dụ như những cái gói dịch vụ như thế này họ sẽ tốn bao nhiêu chi phí đó thì nhà máy sẽ chi trả đó. Rồi thì đó là cái cách mà mình quản lý máy móc trong cái nhà máy sản xuất đó. Mình sẽ cần làm việc với OEM sản xuất máy để mình có được giúp cho cái máy nó đạt được cái tình trạng tốt nhất để cho nó sản xuất 24 trên 24 nha các bạn ha. Nó hạn chế downtime và hạn chế thời gian dừng máy ha. Rồi thì các bạn có thể lấy những cái tài liệu và bản vẽ về để chúng ta tìm hiểu, chúng ta đọc kỹ hơn để chúng ta nâng cao kiến thức chuyên môn. Đặc biệt là bạn sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta nên tích lũy cho mình những cái kinh nghiệm thông qua những cái việc xem video và đọc tài liệu, thì khi đó các bạn sẽ có cơ hội được làm việc trong những nhà máy của các cái tập đoàn đa quốc gia ha. Rồi thì
Các bạn cứ nhắn tin vào số hotline Zalo 077 492 6495, mình sẽ gửi những cái tài liệu và bản vẽ cho các bạn ha. Rồi thì nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký miễn phí ở đây. Thì khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào.